Sao mà cá Nemo của người ta ở trên TV đẹp thế nhỉ? Nemo thì ở nhà mình cũng có rồi đấy, nhưng mà nhiều như thế này thì chưa có. Không được rồi, phải đua đòi một tí. Shop ơi, ship cho em 20 con Nemo đi ạ. À. Đúng là con trai của ta. 20 con Nemo và một con hải quỷ thảm đã về đến nhà an toàn. Gần 3 củ của tớ đấy. Tháng này thôi coi như là đi học ăn mì tôm rồi. Nhưng mà không sao, hết mình vì anh em, hết mình vì đam mê. Một đàn Nemo nhiều như thế này quá đẹp luôn anh em ạ. Nhìn cái bọn Nemo hấp diêm con hải quỷ kìa. Chắc chắn sẽ có anh em xem và thắc mắc bảo là 20 con cơ mà, sao ở trên màn hình mỗi được 6-7 con thế này? Số còn lại ông giấu ở đâu? Nhưng mà không phải đâu anh em ơi, do cá nó vừa mới về, nó nhát nên là nó trốn rúc ở trong con hải quỷ mất rồi. Có tầm chục con này là mạnh dạn đi giao lưu văn hóa trước đây này. Sợ mua một lúc 20 con Nemo như thế này nó sẽ đánh nhau. Nhưng mà tớ đã bảo shop là chọn giúp những cái con size bằng nhau để hạn chế cái việc đấy. Các em về nhà mới là phải sống hòa thuận tình cảm đấy nhá. Còn ông nào mà đánh nhau tách